Câu chuyện sổ hồng chung cư chưa bao giờ hết nóng trong nhiều năm trở lại đây. Nhiều cư dân dù đã tìm hiểu rất kỹ dự án mới quyết định mua nhà, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhận được sổ hồng. Vậy nguyên nhân nào khiến cho việc tưởng như đơn giản này lại gặp khó khăn đến vậy? Phản ánh của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Đây là những hình ảnh quen thuộc tại khu chung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hàng nghìn căn hộ đã cam băng rôn đòi chủ đầu tư phải làm thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân. Quyết định mua căn hộ từ năm 2015 và được chủ đầu tư hứa hẹn cấp sổ hồng ngay khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Thế nhưng, sau hơn 4 năm, anh Lê Cần Thơ và gần 10.000 chủ căn hộ ở đây vẫn mòn mỏi trông chờ vào lời hứa ấy. Khi mua nhà thì chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về bên hợp đồng mua bán căn hộ là đầy đủ, mọi thứ không có sai sót gì cả thì chúng tôi mới mua và được cấp sổ hồng. Đến khi ở đến 3-4 năm nay rồi, chúng tôi không được cấp sổ hồng. Cái chưa nhận được sổ thì giống như kiểu là mình có nhà nhưng nó không phải là thuộc về cái chủ quyền của mình. Cho nên là những cái việc mà chúng tôi muốn vay mượn hay là muốn làm ăn kinh doanh thì nó cũng rất là khó khăn. Tình trạng treo sổ hồng chung cư hiện nay tại Hà Nội đang diễn ra khá phổ biến. Và mặc dù đã có quy định cụ thể nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn né tránh thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong nhiều 10 năm đó, chúng tôi liên tục đấu tranh đại diện cho các hộ dân ở đây đi đấu tranh làm đơn kiến nghị, làm đơn tố cáo các cơ sở đã cố tình chây ì đến rất nhiều các cơ quan nhà nước. Nói chung là tất cả những cái đơn tố cáo đó nó đều đi vào cái quyền lãng hết. Theo các luật sư, việc chậm trễ trong việc cấp sổ hồng chung cư hiện nay phần lớn nguyên nhân là do chủ đầu tư vi phạm trong quá trình xây dựng như sai thiết kế, vượt tầng, chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, lỗi của chủ đầu tư và các cơ quan giám sát xây dựng nhưng lại bắt cư dân phải chịu trách nhiệm như hiện nay là bất hợp lý. Người dân đều có quyền khởi kiện. Chẳng hạn đối với chủ đầu tư thì có thể khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đây là những thiệt hại đã bị phát sinh do lỗi vi phạm của chủ đầu tư mà họ đã phải gánh chịu. Chúng ta hãy tách cái mối quan hệ tay ba quá phức tạp giữa nhà nước, chủ đầu tư và người mua nhà thành ba mối quan hệ tay đôi, là chủ đầu tư và người mua nhà sau khi xong bàn giao xong thì có nghĩa là tài sản được chuyển từ chủ đầu tư về người mua nhà. Người mua nhà là đề nghị độc lập với nhà nước xin cấp giấy chứng nhận. Và khi xem xét mà thấy không có vi phạm pháp luật gì cấp được thì cơ quan nhà nước cấp. Và cái mối quan hệ thứ ba là giữa nhà nước và chủ đầu tư. Chủ đầu tư sai phạm thì cơ quan nhà nước xử lý. Xử lý xong rõ ràng rồi thì thực hiện các cái việc tiếp theo. Có thể thấy rõ lỗ hổng trong công tác quản lý của một bộ phận chính quyền các cấp đã khiến cho người dân phải gánh chịu những hậu quả không mong muốn. Nếu như các cơ quan chức năng làm tròn nhiệm vụ của mình ngay từ khâu giám sát xây dựng, thẩm định dự án trước khi cho phép chủ đầu tư bán cho người dân thì đã không xảy ra nhiều hệ lụy như hiện nay.